Có vô vàn những cách chào mừng sự kiện 50 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng và ăn mừng bằng bơ cũng là một trong những cách độc đáo đó. Các tác phẩm điêu khắc này được làm hoàn toàn từ bơ, mô tả lại phi hành gia huyền thoại Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên bề mặt của mặt trăng, cũng như hai phi hành gia cùng trên con tàu Apollo 11 là Buzz Aldrin và Michael Collins. Hội trợ cũng trưng bày bộ đồ được làm chi tiết giống với bộ đồ mà các phi hành gia đã mặc trong chuyến đi của mình. Gây chú ý tại hội trợ còn có tác phẩm điêu khắc hai con bò có kích thước thật, được làm từ hơn một tấn bơ. Hội trợ bang Ohio diễn ra từ nay đến hết ngày 4 tháng 8, dự kiến thu hút hơn 500.000 người tham dự.